Ta nói cái nến hậu đậu không bao giờ chừa. Ngồi review thể dục cực từ hôm lúc mới ra mà quên bật máy quay xong giờ phải quay lại. Mà nói chứ thể dục cực mùa này nhìn lớp makeup của bộ nam với bộ nữ hơi bị lòe loẹt luôn á má. Mà với người như tôi thì dù lòe loẹt hay nhạt, nhẽo như nào tôi cũng lụm hết nha. Còn ai mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kim cương nạp mua thì hôm nay là thích hợp để mua luôn nha. Tại vì có sự kiện nạp kim cương nhận bơm keo nè. Mà thủ sẵn kim cương đi mấy bà. Đại sắp tới có một bộ đồ cute lắm luôn á, nay ra trước bộ nam rồi nè. Thủ kim cương sẵn trong à không bao giờ là thừa đâu nha, chỉ có thiếu thôi. Mà nói tới kim cương mới nhớ, mấy hôm trước á, có bạn IB bảo mình là đạt top 2 của sự kiện đu top nạp thẻ tháng 5 ở shop của mình, mà tại sao là không nhận được kim cương. Thì mình có bảo bạn ấy là gửi ảnh cho bên mình xem để bên mình check, tại vì trước khi mà sang tháng mới bên mình sẽ luôn chụp ảnh lại để mà kiểu làm bằng chứng nếu như có bạn nào mà thắc mắc. Thì mấy bà biết sao không, bạn ấy tưởng là chỉ cần lên top là được rồi, nên bạn ấy chụp gửi cho tôi tấm ảnh là lúc bạn nó đứng trên top, lúc đó là ở đầu tháng, còn tới cuối tháng là bạn khác rồi, không phải bạn đó nữa. Nên bạn ấy chỉ được đứng top ở đầu tháng, xong tới cuối tháng là có bạn khác vượt top mà bạn đó không biết. Còn bảo với bên mình là lâu quá sao chưa thấy trao kim cương, thật ra là trao rồi má ơi, mà là trao cho bạn khác kìa. Nhớ nha, cuối tháng là chốt, đầu tháng sau bên mình chết là trao luôn à. Nên là nhắc lại cho mấy bà nhớ là đua top thì phải giữ top đến cuối tháng mới được tính chứ. Chứ chẳng lẽ giờ ví dụ như trong cuộc thi chạy marathon đi, mà lúc đầu bạn chạy trước bỏ người ta lại phía sau, xong là bạn không cố gắng nữa, bạn không có chịu chạy nữa, bạn nghĩ là dẫn đầu ở giữa đường đua là bạn thắng rồi đó. Bậy nha má. Nhớ là giữ top tới cuối tháng nha. Rồi sau này có vấn đề gì về shop hay là rút kim cương không về ấy, thì mấy bà IB trực tiếp tại cái hình Messenger trong cái shop là có người hỗ trợ mấy bà nha. Chứ tôi cũng không rảnh đâu mà ngồi check IB xem lỗi từng cái. Nhắn trực tiếp trong shop để người quản lý shop của mình dễ kiểm tra cho mấy bạn hơn. Tại mỗi lần mấy bạn nhắn cho mình xong là mình phải đi qua hỏi lại anh đó nữa, rất là mất thời gian mấy bạn chứ không gì hết trơn á. Là trời đang thiếu kim cương đúng không? Khỏi phải lo chi vì đã có shop bftv.com. Cầm 20.000 đi chơi với bồ còn sợ bồ chửi bồ chê, chứ cầm bộ shop mình quay tay là bao phê hơn bồ chứ hả? Với tỷ lệ nô hũ kim cương cực cao cùng với nhiều phần quà đua top nạp thẻ và ưu đãi hấp dẫn lên đến 75.000 kim cương đó nha. Link shop mình luôn để trong phần mô tả cho quý vị nhé. Thấy người ta làm chứ tôi có biết làm gì đâu. Ồ, thấy người ta làm cái mối tình đầu chứ cũng có làm vậy gì. Không có. Cho em có người mất thử với em thử. Chắc có gặp. Cái con hỏi hứa văn lèo ơi. Em thì lèo thì bi. Cái con người chả làm được cái gì ngoài hứa cả. Hứa tháng 3 lên gặp người ta rồi cũng chả gặp. Ây da. Mệt. Lời hứa gió bay sao này em hứa không có tin anh gì nữa. Nhiều khi không biết có mấy cái này mới thật không. Có người nè. Có người thì chạy đi. Đó, anh bắn lớp 1 rồi. Tôi đang bên đây rồi. Tôi đang bên đây làm sao mà qua được kịp. Chạy qua. Lâm. Bắn thằng trắng. Cố lên. Đúng rồi, nóc màu hay quá. Còn đứa con gái nữa. Lia. Bấm hụt luôn đó cha. Vừa bấm hụt luôn đó cha. Má, tự nhiên nói cái nghĩ này ghê quá, bấm hụt luôn. Nghĩ gì vậy? Ghê quá. Em về. Có khi nào anh buồn, anh nhớ đến em. Coi có xu không nghe. Ủa. Chắc anh có. Xác anh đâu? Đi hốt xác anh cho. Bên kia đúng không? Đúng rồi. Ê, đi qua hốt xác làm gì chù. Có đâu cha. Làm gì có xu cha. Xu cả na. Có xu nào. Em có biết vì sao con trai không bao giờ khóc không? Nói câu xàm ơi là xàm. Con trai phải con đừng mà đầu không biết khóc. Con cực nó còn biết khóc nữa, đừng nói với con trai. Con cực là con gì vậy? Con cực á. Con cực. Con cực là con gì? Con cực nó còn biết khóc nữa, đừng nói chi. Con cực nó còn rỉ nước ra đúng không quý vị? Rỉ nước mắt đó quý vị. Ừ. Nó con cực đó chắc ông rành chứ không phải tôi đâu. Con cực là con gì cha mới nghe luôn. Đi mà hỏi con cực của ông đi. Con cực là con gì? Đi mà hỏi con cực của anh đi. Dạ, con mũ á, con cực là con gì?
Con cực là con cực. Ok, tự nhiên con cực là con cực da. Thì con cực là con cực, chứ con cực là con gì? Hiểu kiểu gì? Con nói nó làm sao? Con mặt mũi nó ra làm sao? Con đó có đầu, có thân, có chân. Má con gì không có chân cha. Ồ, có xu đây rồi nè. Con cực nó ra làm sao rồi? Con cực hả? Ờ. Dịch quần ra là anh thấy đó đó. Không là... Nâng cây giáp một cây rồi đi cứu. Ờ, để dạch gà coi thử coi. Ý. Không có con cực, má thấy mẹ luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không có thì kìa. Rồi má thấy mẹ luôn rồi. Chắc không qua anh để ở bên cái chỗ họp bàn kia quên. Mới lao xong chưa gắn vô lại, sorry. Má. Kiểu lâu lâu đem đi bảo chì á, hiểu không? Thôi nào lâu lâu cái quên gắn vô. Còn đúng cái cùi, nó thậm chí không còn cái còi nữa mà ấy nữa. Giống bây giờ nè đó, thôi để tiếng gắn vô lại. Nhắc mình nhớ. Ghê thiệt má, con cực nó tháo nãy giờ thấy được. Nó thiếu thiếu cái gì. Ủa nghe bà không có, nó không có cân bằng được đúng không ta? Ai nói vậy? Ai biết? Vậy mấy ông thấy dám hồi xưa chứ không cân bằng được quá. À quên con mèo, ý lộn quá, con ngựa phải con mèo lộn. Ủa con mèo bị cũng như đi được mà. Không biết nữa. Sao nghe tại bảo hồi xưa hả? Ai biết hồi xưa ấy, hồi xưa kiểu như là anh hồi xưa có nuôi rất là nhiều mèo luôn, tại vì mèo mỗi khi mà tới cái mùa trọng của nó ấy, là nó sẽ đi kiếm mèo cái, mà mỗi khi đi kiếm mèo cái thì sẽ bị người ta bắt luôn. Thế là mình phải sử dụng một cái tuyệt chiêu rất là tàn nhẫn, cắt đó là buộc tào lao lấy dây thun buộc nó. Buộc thì cũng đồng nghĩa thiến rồi. Thì đúng rồi. Ừ. Hồi xưa thì còn nhỏ mẹ đâu biết đâu, cũng bắt rồi buộc nó. Mà nhỏ hay chơi ngu quậy. Để vô tình thiến nhỏ cái... chết luôn. Để từ nó chiều cái tự nhiên bí láng on rồi. Mất đầu cặp trái dứng rồi. Mất nết mà sao anh đè anh buộc có được hay chứ, nó không cào anh. Thì nó quen mình mà nó đâu có phản kháng đâu. Vậy hả? Một cái thứ gì quen sẽ không phản kháng à? Đúng rồi. Ồ. Em nói cho bạn đừng buộc vậy cho cha. Vậy rồi đó. Bỏ tự nhiên cái đây. Tự nhiên cái nghe cái thứ gì quen đây. Xong không phản kháng cái kiểu. À, đầu nhảy số luôn. Bỏ đi cái suy nghĩ hồi nãy đi nghe. Cái gì? Suy nghĩ gì? Em có nghĩ gì đâu. Mà đúng thật là khi mình buộc nó xong á, nó lười luôn ấy. Nó chỉ biết ăn ngủ ăn nằm không à. Đúng rồi. Biết mà, tại ngày xưa ấy má có một bạn nó thiến để nhờ nó. Ủa sao con chó này nó hiền với nó sủa mình chứ gì. Mình đã bị thiến rồi. Nhưng mà thật ra là nó đang rất là buồn. Hiền khô luôn má. Má sinh ra đúng một cái hàng à. Nó cũng lấy đi của mình. Ông cũng coi chừng xin thì tôi cũng lấy đi của ông đó. Sao mà đỡ được. Ông lo ông tôi xong rồi đặt lo cho nó. Bậy rồi. Lỗi ông chứ tôi hơi lụm con bất cứ lúc nào nghe coi chừng đùa đó. Ơ kìa. Làm người ai làm như thế cho. Làm thế mới làm người. Nhớ yeah. Mình là có người mà. Mình phải có tình cảm với đúng không? Không có mình tình cảm với ông phải có tình cảm với nó nhá. Hiểu không? Mày... ngứa quá. Ngứa gì vậy? Ngứa mắt nè, đang ấy nè. Ngứa chưa? Ngứa mắt rồi mà còn nhìn nhớ đến mấy cái thứ gì không? Nhìn con mẹ gì đâu má, nghĩ gì vậy cha? Đầu sao má người ta cất mí thì đương nhiên bây giờ nó chuẩn bị nó liền sẹo thì nó đi gì nó phải ngứa rồi. Kiểu như là mình từ từ mình tưởng tượng là mình sẽ nhìn thấy nó đúng không? Có mình ông tưởng tượng đầu óc đen tối sao bò nha, mới tưởng tượng với ai tưởng tượng mấy đó cha. Đúng, hợp lý. Không thì chứ ai ngoài ông nữa, không anh nghe. Thì ai nghe đố tìm được ai như anh luôn. Bởi vì cho mình là giờ bị ghê đó, ý có người. Có người ở đâu vậy? Bên đây mấy thèn luôn, thấy một thằng mà, nóc rồi mà em bắn nghe chứ ngứa mũi quá. Gái nãy giờ đang bộ đâu vậy? Nghe cái tiếng súng đây... bộ nó hàng nào ấy. À đâu bên túc. À rồi thấy
Hướng ở W anh. 5. Ở W cha. Không, chỗ anh có con thằng. Hướng ở W có con thằng vô vô đầu em, hết đạn trường rồi. Anh còn ấy. Ở đâu? Kìa, hướng ở W đang núp ở dưới. Thì có đạn trường cũng đủ, mình này cũng không có đạn trường luôn. Anh có 30 viên nào qua đen cho. Thôi thôi được được được, cũng sao không sao. Yên tâm đi, nó không dám bắn em đâu. Nó bắn nó cũng chết nè. Yên tâm. À. Ấy, nó đấy. Bắt kèo kìa. Đây em thấy rồi. Bắt kèo nó. Ủa? Ủa cái thính, ủa? Tính kiểu, mà trời ơi, cá ếch là đẳng cấp của chi. À, ghét thính nó còn cá ếch kêu là hơi bị kỳ ngán. Đố cân cá ếch được như chi. Có chân, có chân, có chân. Bắn đào kìa. Đâu vậy? Nó hướng lên. Rồi, thấy rồi. Chỗ kèo đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trên nóc nhà anh, trên nóc nhà. Uống máu đi. Ê! Ê! Ủa? Nghiệm tâm. Nó trưởng Skyler. Nó sắp nóc rồi em ơi. Nó đẩy kìa, nó đẩy kìa. Đâu? Này á. Nóc, nóc, nóc mỏ. Còn hàng trên anh, còn hàng trên, coi chừng hàng trên nó bắn. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi. Nó mũi quá. Rồi xong nó xuống nè, giờ sao xuống ấy, có chân ấy, kéo, 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 kéo. Rồi, 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 rồi. Nhưng nó chưa. Để anh, để. Đây, trời má. Dế nhiệt tình ghê luôn cha. Không cứu được con bé kia gì rồi. Cứu được, em nhìn lên trên trời ấy. Không, không bò ấy. Vô bò rồi, vô bò rồi, không còn ở đây đâu. Nãy giờ chắc cũng xuống đất rồi. Mũi quá. Như mũi hả? Đây để đấm dạ. Cho con phát hết ngứa. Được. Hào án. Hào án. Đấm cái sụn mẹ gãy luôn chứ không còn ngứa. Gì má, mũi giả gì gãy sụn cha. À, ê, nhớ mũi ông cao mà ra là mũi độn mà. Chơi chơi hàng giả gì. Độn bằng có người cái kia đó. Nào chạy xe, má nào chạy xe ấy vậy. Anh chết chết bò chắc tụi em có gì cứu anh nghe. Sao vậy? Anh chết bò, anh ham quá, anh giúp đồ. Rồi, bước đi, yên tâm. Trong đây có chỗ cứu luôn. Chết đi anh, hãy chết đi, đừng ngây ngùng. Thử lòng bạn xíu thôi, mà ngày người ta chụp mình chết thiệt. Này người ta cổ vũ ấy. Yên tâm, để có gì chết cũng không có buồn, tại vì có em. Dù anh chết, dù như thế nào em gì gắn có em. Em sẽ cứu vớt cuộc đời anh lại, yên tâm. Việc đầu tiên trong cuộc đời mới nghe cao cổ vũ. Chích đi đừng ngay luôn. Kiểu, đừng ngại ngùng em. Đi. Đừng ngại ngùng. Thì em cứ chết đi tôi vẫn cứu được thôi đúng không? Đấy. Rồi cũng giống như, chứ đừng có giống như mấy kiểu rậu xanh. Má thấy con ra đang buồn, thôi vui lên đi. Má, phải cổ vũ là, mày buồn tiếp đi, đúng rồi đáng nó buồn đi con, buồn đi. Vậy mới vừa cái nương. Nếu mà đang buồn, mình không muốn buồn nữa thì mình đừng buồn. Đúng rồi, đừng buồn nữa. Đúng rồi, đừng buồn nữa, mà không muốn buồn mình phải cười đúng không? Ừ. Trên đội có người em. Ủa? 150. 150 150, 150, hai đứa luôn rồi. Con hái tím. Đúng rồi, con này nó chạy kìa. Đâu? Bấm keo. Em nhìn hướng SE. Trời ơi. Yếu lắm rồi. Má, nó yếu bao nhiêu anh, chứ tôi bắn nó có 1 viên mà 9 đam. Yếu gì hả? Ừ. Em bắn nhiệt tình lắm, bắn nó yếu đúng thực rồi. Sự luôn. Đúng rồi, em bắn... Có chân? Có chân? Bắn này không?
À, ở bên kia, ở bên trên nó cover hai đứa. Không thấy, em thấy được một đứa à. Gì hai đứa? Đúng em, hai đứa luôn. Thôi bắn đi cha, bắn đi cha, cha không xuống được đâu cha. Dạ. Mình cha gánh đó. Vâng, và sau đây là một pha hai lai cân hai đến vị trí của tàu cua. Cần được không tôi không biết. Chứ thấy tội đem bạn có vẻ như là không muốn bắn. Đem bạn là đang rất là gà chuyên nghiệp. Vâng, hai viên vô đầu nóc mẹ nó rồi. Vâng, một pha rất là lằn tàu quằn. Đây. Ừ. Sao tôi thấy nó màu mèo quá quý vị. Xin lỗi, không quen sự màu mè này. Thay vì file của tôi hồi nãy tôi chạy lên tôi bắn, đặt chiếc keo không bắn luôn kia được rồi, không chịu đâu. Mày đặt đi ngựa, mày đặt đi vòng nữa chứ vậy chi dướng mẹ cục đá bự chẽn rồi. Mà ngựa thì đằng nào cũng chết à. Không sống nổi. Ngựa đó, đây là cái tội ngựa đó.